Huyện ủy Phong Điền cũng hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi quán triệt kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nghiêm túc có hiệu quả trong việc thực hiện kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa chuyên đề năm 2021, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhờ vậy, năm qua, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện đạt và vượt 13 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Dịp này, có 15 tập thể và 40 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.